Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết về chương trình quảng cáo sẽ có ở phần sau của video. Đây là series phim mà ở đó có một nhóm điệp viên với tài năng không tưởng cùng nhau thực hiện những nhiệm vụ không tưởng, nhưng lần nào cũng thành công. Không biết liệu đó đã là không tưởng dữ chưa? Nhưng tên phim thì không phải là nhiệm vụ không tưởng, mà là nhiệm vụ bất khả thi. Trong phần phim đầu tiên, ta được gặp trưởng nhóm Jim Fell vừa trở về từ Kiev. Tổ chức tên là nhiệm vụ bất khả thi giao cho ông và đồng đội của mình một nhiệm vụ mới tại Praha. Một đặc vụ nổi loạn tên Golitsyn đã ăn cắp danh sách tên và mật danh của tất cả các đặc vụ CIA đang nằm vùng tại châu Âu để chuẩn bị bán nó ra chợ đen. Jim nhận nhiệm vụ tìm Golitsyn, họp anh em chuẩn bị lên đường. Nhưng tới bất nào đội của Jim lại bị phát hiện, khiến cho từng người một bị bắt lẻ. Đĩa mềm có danh sách thì mất, đội của Jim bị thủ tiêu. Chỉ còn một tay mơ tên Ethan Hunt thì sống sót. Anh về báo với tổ chức thì được gặp đặc vụ Kid Trigger. Ethan hỏi Kid Trigger về một đội đặc nhiệm khác đang ở đó, thì được ông sếp thông não rằng tất cả chỉ là một cú lừa. Golitsyn là người của tổ chức, làm việc với đội kia để câu. Đặc vụ phản bội thực sự có tên là Job 314, người tuồn thông tin của tổ chức cho một kẻ buôn lậu vũ khí tên Max bấy lâu nay. Mà giờ cả team của Ethan đều đã đi chầu ông bà hết, nên đối tượng tình nghi số 1 chỉ có thể là anh. Ethan bỏ mẹ biết mình bị gài rồi, nhưng anh không có thời gian để chửi thề, mà phải dùng bảo bối kẹo cao su phát nổ để bỏ chạy. Anh về lại safe house, nhận ra Job 314 là ám chỉ một đoạn trong kinh thánh. Ngay khi Ethan đang cố tìm đầu mối để chứng minh mình trong sạch, thì Claire, vợ của Jim, đồng thời cũng là một đặc vụ trong đội, Lulu trở lại như chưa hề có cuộc chia ly. Claire giải thích rằng nhờ Jim cảnh báo trước nên cô mới có thể trở về an toàn. Ethan gửi email cho Max. Thế bất nào lại cơ cấu được một cuộc gặp mặt với ông trùm buôn vũ khí. Max thực ra là một người phụ nữ lớn tuổi, nhìn Ethan trông non và xanh quá nên có ý khinh thường. Anh cảnh báo bà ta rằng đĩa mềm mà Job 314 đưa cho là giả, chưa kể là còn có thiết bị theo dõi, nên là giờ cho vào máy đọc không những là bị Rickroll mà còn bị IMF lần ra. Max lúc đầu không tin, nhưng chưa đầy vài phút sau, quanh nhà bà toàn xe lạ, khiến bà trùm buộc phải tin lời Ethan nói và rút đi. Ethan đã lấy được lòng tin của bà trùm. Anh điêu một kèo lớn xem Max có châm trâu. Quần Âu của 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam hàng đầu trên gian Shopee Mall. 360 Boutique nay đang có chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Chỉ 199k cho một chiếc quần Âu dáng crop, trẻ trung năng động nhưng vẫn rất tinh tế, không nhăn không chỉ thừa, luôn sẵn sàng cho bạn xỏ vào và phi ra đường. Đủ dày để chống nắng và đủ mát để không làm toát mồ hôi mông. Với chiếc quần Âu này, việc ăn mặc chưa bao giờ là dễ dàng đến thế. Lại có đăng sale số 199k nữa chứ. Link mua hàng ở dưới phần mô tả và bình luận. Cụ thể là anh sẽ lấy danh sách toàn bộ mật vụ nằm vùng của CIA trên toàn thế giới, đổi lấy 10 triệu đô từ tay Max. Miễn là kèm theo tiền, bà phải cho anh gặp Job thật để đối chất. Sau đó Ethan trở về gặp Claire, tìm trong danh sách các đặc vụ bị khai trừ của IMF thì ra được hacker Luther Stickel và phi công Franz Krieger. Anh thuê họ giúp đỡ. Hai người đó sử dụng hộ chiếu giả trở lại Mỹ, đến tận văn phòng CIA và đánh cắp bản danh sách thật. Sau một màn ăn cắp dữ liệu bị copy 7749 lần bởi hàng chục phim điệp viên sau này, nhóm của Ethan đã ăn cắp được danh sách thật, thứ mà anh đưa cho Luther để đảm bảo an toàn. Đặc vụ Kid Trigger đã không bắt được Ethan thì chớ, lại bị anh về tận trụ sở ăn cắp đồ, nên là cay cấp độ 7 × 3.14. Ông sếp ra lệnh bắt mẹ và chú của Ethan ra để lùa anh ra. Ethan biết tin, dùng điện thoại công cộng gọi cho Kid Trigger, hỏng dụ CIA đến London đuổi theo anh. Ngay khi Ethan vừa cúp máy, Jim vẫn còn sống thình lình xuất hiện như một bóng ma. Ông cố thuyết phục Ethan rằng Kid Trigger là kẻ phản bội, nhưng đáng tiếc là Ethan non chứ không ngu. Anh đã biết Jim phản bội ngay từ khi phát hiện dấu vết nằm trong quyển kinh thánh anh dùng để liên lạc với Mark. Ethan còn suy ra được rất có thể Franz và Claire cũng là người của Jim. Dù gì thì Claire cũng là vợ của lão già, nhưng mà vì dại gái nên anh cố thuyết phục bản thân rằng không phải Claire. Anh giả vờ tin Jim, quay trở lại đặt lịch hẹn với Max trên con tàu cao tốc đi từ London sang Paris qua đường hầm Channel. Trước khi đi, Ethan còn gửi cho Kid Trigger một bức thư có hai vé tàu, cùng với đó là một chiếc đồng hồ điện tử, khiến ông đích thân dẫn một đội lên tàu bắt anh. Thời điểm hẹn đã đến, Ethan cơ cấu cho Max nhận được chiếc đĩa mềm chứa danh sách thật, nhưng may có Luther hack vào cục wifi nên bà trùm không thể gửi danh sách đi chỗ khác. Còn Ethan thì đi đến chỗ nhận tiền mà Max hẹn. Claire đi theo những gì Ethan chỉ, nhưng lại gặp chồng đang ngồi lù lù ở đó. Claire cố thuyết phục Jim cầm tiền bỏ chạy, nhưng đáng tiếc người cô ta thuyết phục từ nãy chính là Ethan cải trang. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, Claire cũng là kẻ phản bội. Jim xuất hiện, rút súng ra đe dọa Ethan để đòi tiền. Giờ thì Ethan mới chơi bài ngửa, đeo chiếc kính gắn camera kết nối với đồng hồ mà anh gửi Kid Trigger, báo cho ông đặc vụ biết rằng Jim vẫn còn sống và lão mới là kẻ phản bội. Claire lại một lần nữa thuyết phục Jim đừng giết Ethan, nhưng chỉ khiến lão Jim sôi máu bắn luôn cả vợ. Vì nghĩ cô có tình ý với Ethan, Jim trốn khỏi đoàn tàu, định bỏ chạy bằng trực thăng mà lão Franz lái đến đón, nhưng bị Ethan dùng một miếng kẹo cao su phát nổ nữa, đánh hạ cả trực thăng lẫn hai thằng phản bội. Kid Trigger bắt được Max,
thu lại cái đĩa mềm trước khi dữ liệu bị gửi đi. Mặc dù bà cũng có gửi được đâu, Ethan và Luther được phục chức, nhưng bản thân Ethan thì không biết có nên tiếp tục làm điệp viên hay không. Phần 1 kết thúc. Khi mà Ethan đang gà gật trên máy bay về Mỹ, anh được một cô tiếp viên hàng không gặp mặt, hỏi xem anh đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới với tư cách leader hay chưa. Và thế là ta sang phần 2. Một khoảng thời gian sau phần 1, gặp tiến sĩ Vladimir Nekovic, người vừa lỡ tay tạo ra vũ khí sinh học Promax, gọi là virus Chimera, thứ có thể giết người trong chưa đầy 48 giờ, kiểu Covid nhưng mà manh động hơn. Ông gửi video call cho tổ chức của Ethan nhờ trợ giúp, sau đó tự tiêm virus vào người và mang theo thuốc giải độc bỏ trốn đi khỏi công ty. Đáng tiếc đây lại là Ethan Rep 11, không phải người thật. Tiến sĩ đã bị giết chết để cướp thuốc giải, còn chiếc máy bay bị chúng làm cho đâm vào vách núi, tạo hiện trường giả. Vậy Ethan thật đang ở đâu? Anh đang đi leo núi. Để thể hiện sự đẹp trai, ngầu lòi và cơ bắp, tổ chức gửi cho Ethan một quả brief siêu tổng hợp trong chiếc kính râm. Chỉ huy của Ethan còn đặc biệt yêu cầu anh tuyển mộ Nia, siêu đạo trích, để cùng anh thực hiện nhiệm vụ lần này. Tưởng là cần đánh cắp cái gì quan trọng, nhưng mà hóa ra Nia ở đây là để đánh cắp trái tim của Sean Ambrose, tên điệp viên phản bội. Trùng hợp thay cũng là người yêu cũ của cô. Ethan có cay không? Cay chứ. Vừa mới cưa được em trộm xinh tươi mà giờ lại phải đẩy em vào vòng tay bồ cũ để thực hiện nhiệm vụ. Ethan tập hợp đội của mình, Nia, hacker Luther từ phần 1 và một anh phi công mới cứng chắc sẽ không xuất hiện trong phần sau. Họ tạo tình huống giả để Nia bị cảnh sát truy nã, khiến cho Sean phải ra tay cứu cô. Nhờ thế mà họ truy ra được Sean đang có mặt tại Úc, ngay gần những phòng thí nghiệm của Biosit, cũng chính là công ty của ông tiến sĩ đã chết ở đầu phim. Sean lần này tới đây để gặp CEO của Biosit, John McCloy, cho ông ta xem cái gì đó trên máy ảnh, khiến mặt ông John này biến sắc. Nia sử dụng kỹ năng đạo trích để mượn tạm thẻ nhớ máy ảnh, mang về cho Ethan và Luther copy. Đáng tiếc khi trả lại chiếc thẻ cho Sean, cô lỡ bỏ nó vào nhầm túi áo khoác, khiến tên cáo già biết được cô đang làm việc cho ai đó khác. Quay trở lại chỗ Ethan, anh và Luther phát hiện ra chiếc thẻ nhớ chứa dữ liệu hình ảnh về cách thức hoạt động của virus Chimera, cũng như những triệu chứng mà nạn nhân sẽ gặp phải. Họ cũng biết được rằng thời gian ủ bệnh của Chimera là 20 tiếng và phương thuốc chữa trị chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian này. Để biết thêm thông tin chi tiết về virus Chimera, Ethan bắt cóc CEO John McCloy, sau đó hóa trang thành tiến sĩ đã chết và tra khảo ông giám đốc. John tự mình thú nhận rằng công ty Biosit đang có âm mưu phát tán Chimera ra cộng đồng, từ đó bán thuốc chữa bệnh kiếm tiền. Nhưng tiến sĩ đã ăn cắp hết thuốc giải để giao nộp cho cơ quan y tế. Ít nhất kế hoạch của tiến sĩ là như thế. Trước khi bị Sean giết người cướp của như ở đầu phim, Ethan cũng biết được thêm rằng Sean chỉ có trong tay thuốc giải, chứ tất cả virus gây bệnh vẫn nằm trong phòng thí nghiệm của Biosit. Ethan cùng Luther và anh phi công lập kế hoạch đột nhập vào đó tiêu hủy đám virus. Nhưng kế hoạch này đã bị Sean bắt bài. Hắn giả dạng làm Ethan và lừa Nia khai ra. Ethan cùng hai anh em nhà mình đột nhập vào phòng thí nghiệm của Biosit, giữ nguyên phong cách điệp viên y như phần 1. Anh đã tiếp cận được mẫu virus, nhưng đáng tiếc là chưa tiêu hủy hết thì đã bị Sean chặn đầu, bị dồn vào đường cùng. Nhất là khi Sean lấy Nia ra làm con tin, Ethan đành phải để hắn lấy đi khẩu súng tiêm chứa virus. Nia lật kèo giúp Ethan bằng cách tự tiêm virus vào người, khiến cho Sean không thể giết cô, bởi nếu làm thế thì virus sẽ chết theo. Deal của hắn với lão CEO coi như bỏ. Nia tạo điều kiện cho Ethan chạy thoát. Ethan hứa trong vòng 20 tiếng tiếp theo anh sẽ cướp được thuốc giải, rồi tự phá hủy một bức tường để bỏ chạy. Nia vẫn nằm trong tay Sean, bị hắn cho người thả ra giữa Sydney để phát tán dịch bệnh. Sean gặp lại McCloy, đòi bán lại thuốc giải và công thức của nó cho lão CEO, với cái giá là quyền mua đứt 51% cổ phiếu của công ty, bằng chính 30 triệu bi đen tiền túi mà McCloy offer ban đầu. Giữa lúc đang chuyển tiền thì Ethan xuất hiện, tả xung hữu đột với đàn em của Sean để vào tận phòng giao dịch. Đáng tiếc là Ethan bị cánh tay phải của Sean đấm cho tay tua, mang vào phòng để đại ca hành quyết. Sean xả nguyên băng đạn vào ngực Ethan, chỉ để phát hiện ra tất cả chỉ là một cú lừa. Đây là thằng đàn em thân tín của mình, còn cái thằng vừa cười vừa lôi anh vào ban nãy mới chính là Ethan thật. Ethan cướp được thuốc giải, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Sean và đàn em. Nhờ sự giúp đỡ của Luther và cậu phi công, Ethan có thể tỉa từng thằng đàn em một. Anh đấm nhau tay đôi 1v1 với Sean trên bãi biển, cho hắn ăn cát liên tục vào mồm. Luther tìm được Nia ngay trước khi cô kịp nhảy xuống vực để tự sát khi phát bệnh. Lúc Luther tới chỗ Ethan, Sean đã nằm đất. Ethan ném thuốc giải cho Luther, rồi quay lại kết liễu Sean trước khi hắn kịp bắn anh. Luther tiêm cho Nia, virus Chimera bị xóa sổ vĩnh viễn, thế giới an toàn. Và tất nhiên là hồ sơ tiền án trộm cắp của Nia cũng được xí xóa. Ethan gặp lại Nia ở Sydney, cùng nghỉ ngơi sau chuỗi ngày thực hiện nhiệm vụ căng thẳng, chí ít là cho đến khi IMF lại réo tên Ethan một lần nữa. Trong phần phim thứ 3, sau một khoảng thời gian dài làm điệp viên, Ethan rút về hậu phương đào tạo các điệp viên trẻ. Tại sao Ethan lại có lựa chọn này? Không lẽ anh muốn lên ban điều hành? Đáng tiếc là không. Sự thật là Ethan sắp sửa lấy vợ và anh muốn có một cuộc sống êm đẹp, ít bấp bênh hơn trước khi giải nghệ đi về vườn, tránh xa cuộc sống siêu bất ổn của một đặc vụ IMF. Đây là Julia, vợ sắp cưới của Ethan, và cô hoàn toàn không biết rằng chồng mình là một điệp viên. Lý do thì nếu cho cả họ nhà mình biết thì gọi gì là nhiệm vụ bí mật nữa. Sắp đến ngày cưới, Ethan bị thằng bạn nối khố John Musgrave ở IMF giao cho nhiệm vụ đi giải cứu Lindsay Ferris, một trong những học trò của Ethan vừa mới bị lộ vỏ bọc khi đang điều tra về tên trùm buôn vũ khí Owen Davian. John lập cho Ethan một đội mới, D-Clan, Genlay,
Và tất nhiên là không thể thiếu anh bạn Luther in the house. Nhóm 4 người thành công cứu được Lindsay, đưa cô lên trực thăng giải cứu, nhưng không kịp vô hiệu hóa kíp nổ được cấy vào não cô, làm cô đặc vụ phải bỏ mạng. Ethan thất thểu đi về, vác theo hai con laptop hư hại nặng nề, xem có còn khai thác được tí info nào hay không. Nhưng trước đó anh và John bị giám đốc Brussels của IMF khiển trách, cảm xúc vẫn còn đang lẫn lộn khi mất đi học trò, nên Ethan cũng chẳng cãi lại gì. Trong đám tang của Lindsay, Ethan nhận được một cuộc gọi rằng trước khi bị bắt, cô gái đã gửi cho anh một bức thư. Trong thư không có gì đặc biệt, nhưng dưới con tem dán ngoài phong bì là một thiết bị bé như dấu chấm chứa dữ liệu. Anh thảo luận với Luther, nhờ anh hacker tìm người đọc nó. Về phía Ethan, anh quay trở lại cơ quan, gặp kỹ thuật viên Benji Dunn, người đang nhận nhiệm vụ hồi phục dữ liệu từ hai con laptop đồng nát. Thông tin thì cũng không có nhiều, chỉ biết Owen Davian sẽ đến Vatican giao dịch, lấy thông tin về một hợp chất vô cùng nguy hiểm, mật danh chân thỏ. Ethan biết đây là cơ hội duy nhất để anh bắt được Owen, trả thù cho Lindsay. Sau khi làm một lễ cưới đơn giản tại bệnh viện mà Julia làm việc, Ethan lập tức cùng đội của mình đến Vatican. Dù là cơ quan chưa có cấp phép, họ thành công lẻn vào nhà nguyện tại Vatican, lừa vệ sĩ và thông dịch viên của Owen để cướp vali chứa info cũng như bắt cóc tay trùm 4 vũ khí. Trên đường về Mỹ, Ethan cố gắng tra khảo Owen, nhưng hắn vẫn cứ dửng dưng như không. Dù anh có dọa sẽ ném hắn xuống máy bay, Owen lạnh lùng nói rằng ngay khi hắn thoát được ra, hắn sẽ tìm cách bắt cả Ethan lẫn người mà anh yêu thương nhất, rồi giết người đó ngay trước mặt anh. Ethan rén không? Rén chứ. Ngay khi vừa áp giải Owen xuống máy bay để mang về cơ quan, Ethan và Luther nhận được dữ liệu giải mã từ thiết bị của Lindsay lúc trước. Trong đó có nội dung là cảnh báo Ethan về việc giám đốc Brussels và Owen đang làm ăn với nhau. Đúng như lời cô nói, đoàn xe áp giải Owen bị tấn công bất ngờ, giải cứu tên trùm. Ethan cố gắng chống trả, nhưng Owen vẫn lên trực thăng rời đi mất. Ethan chột dạ, bỏ chạy đến bệnh viện của Julia, nhưng đáng tiếc là cô đã bị Owen bắt được. Hắn giao hẹn trong vòng 48 tiếng anh buộc phải kiếm được chân thỏ bằng info trong vali của hắn, bằng không thì Julia cũng sẽ đi theo Lindsay luôn. Trước khi Ethan kịp làm gì, người của IMF đã đến bắt anh về hỏi tội. Tại vì ngay khi Owen bỏ trốn thì anh lại chạy khỏi hiện trường, rất là SOS. John bí mật tiết lộ cho Ethan rằng chân thỏ đang ở Thượng Hải, đồng thời tạo cơ hội để anh trốn thoát. Anh sử dụng hộ chiếu giả để đến Trung Quốc. Trong lúc Ethan đang do thám tình hình về tòa nhà chứa chân thỏ, Luther, Zhang và Declan đến giúp anh. Họ thiết kế một màn đu dây trên cao tốc, chót lọt lấy được chân thỏ. Dù tí nữa thì Ethan bị rơi xuống mặt đường dẹp lép. Anh gọi điện cho Owen và đến gặp hắn một mình. Owen yêu cầu Ethan uống thuốc ngủ. Tỉnh dậy thì anh đã thấy mình bị trói trên ghế, đối diện với Julia. Và trong mũi thì có một kíp nổ như Lindsay ngày trước. Owen bắt anh giao ra chân thỏ thật, nhưng mà anh có mỗi một cái đấy thôi chứ còn giả với thật gì nữa. Ethan cố gắng giảng hòa với Owen, nhưng tên trùm buôn vũ khí vẫn bắn chết Julia. Trong lúc Ethan vẫn còn đang tăng ra bối rối, thì thằng bạn chí cốt John lù lù xuất hiện, tiết lộ với Ethan rằng Julia trước mặt anh thực ra chỉ là cô thông dịch viên của Owen tại Vatican, bị bắn chết vì không bảo vệ được hắn. Julia thật thì vẫn còn sống, và chỉ cần Ethan nói cho John biết Lindsay đã tiết lộ bí mật gì với anh, John cũng sẽ thả Ethan cho anh đi gặp Julia. Hóa ra thằng bạn nối khố John mới là kẻ phản bội. Hắn muốn dùng chân thỏ và Owen để kích động nước Mỹ điều quân tấn công vào Trung Đông, phát động chiến tranh. Ethan tranh thủ lúc thằng bạn không để ý, hạ đo ván John rồi bỏ chạy. Anh dùng điện thoại của John liên lạc với Benji ở nhà, nhờ anh dẫn đường tìm đến chỗ Owen. Khi gặp lại Owen, Ethan phát hiện ra Julia cũng đang ở đó. Đen cái là chưa kịp gặp vợ thì đầu anh đã đau như búa bổ. Tên trùm đã kích hoạt kíp nổ trong mũi Ethan, cơ mà trước khi anh chết, hắn lao vào đấm Ethan không trượt phát nào, trả thù cho vụ Vatican. Ethan đành nén cơn đau, lật kèo đẩy Owen ra trước một chiếc ô tô, tiêu diệt tên trùm buôn vũ khí. Anh lật đật trở lại chỗ Julia để giải cứu vợ, rồi vừa dạy cô cách bắn súng, vừa tự giật mình bằng điện cao áp để làm chập mạch kíp nổ. Cú sốc khiến cho Ethan ngưng tim. Ngay đúng lúc John ôm chân thỏ đến, Julia bắn chết cả John lẫn tên tay sai, rồi hô hấp nhân tạo cho Ethan và cứu sống anh. Ethan tiết lộ cuộc đời điệp viên của mình cho vợ, cả hai cùng trở lại Mỹ, gặp lại mọi người ở cơ quan. Trước khi Ethan xin nghỉ phép để đi trăng mật với vợ, và tôi còn quại. Xin chào, và hẹn gặp lại.